Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Với lượng mưa hơn 600mm trong 24 giờ, trận mưa ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc được đánh giá là chưa từng có trong suốt 1.000 năm qua tại khu vực này. Trận mưa lũ kinh hoàng này có ảnh hưởng đến Việt Nam. Liên quan đến trận mưa lũ cực lớn xảy ra ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, phóng viên Dân Trí đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang trải qua trận mưa lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng con người. Ông có đánh giá gì về trận mưa lũ này? Hiện nay đang là mùa mưa ở khu vực Trung Quốc nên việc xuất hiện các đợt mưa lớn là bình thường và không phải là trái mùa. Tuy nhiên, với lượng mưa đạt hơn 600mm trong vòng sau 24 giờ thì đúng là quá lớn và được cơ quan khí tượng Trung Quốc đánh giá là trận mưa lớn chưa từng có suốt 1.000 năm qua ở tỉnh Hà Nam. Trung Quốc hiện chưa có nghiên cứu đánh giá cụ thể nguyên nhân đợt mưa lớn cực đoan này. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân gây ra các hiện tượng thiên tai khốc liệt và hiếm gặp này được gắn với sự kiện biến đổi khí hậu. Theo nhận định, biến đổi khí hậu dẫn đến sự thay đổi về tần suất, cường độ, quy mô không gian, thời gian và quy luật hoạt động của các cực đoan thời tiết và khí hậu. Nhiệt độ nóng lên có thể làm cho các nhiễu động của hệ thống khí quyển như giải hội tụ nhiệt đới, các xoáy, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông, tố lốc trở nên mạnh hơn và xảy ra nhiều hơn. Tại sao ngay cả các nước có nền khoa học tiên tiến như Đức và Trung Quốc mà dự báo mưa còn khó khăn như vậy? Trong những năm qua, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, dự báo khí tượng thủy văn trên thế giới đã có những bước tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, dự báo lượng mưa lớn vẫn là một thử thách lớn đối với bài toán nghiệp vụ trên thế giới, đặc biệt là mưa cực đoan. Chúng ta mới dự báo tốt về vùng mưa lớn, chưa thể dự báo chính xác lượng mưa tại một vị trí, thời gian cụ thể. Công nghệ dự báo của thế giới hiện nay chưa có khả năng dự báo lượng mưa lên đến vài trăm mm trong vài giờ như vậy. Các nghiên cứu mô phỏng số với độ phân giải cao bằng các mô hình bất thủy tĩnh có độ phân giải quy mô đám mây trong thời gian qua đã chỉ ra rằng các dự báo bằng mô hình số có tính dự báo thấp, đặc biệt đối với cấp mưa lớn. Điều này là do tính dự báo của khí quyển bị chi phối rất mạnh bởi các nhiễu động có quy mô không gian và thời gian rất nhỏ. Một kích thích đối lưu nhỏ hay sai lệch của tâm hội tụ ẩm mực thấp cũng có thể dẫn đến các thay đổi rất nhanh của các bất ổn định trong khí quyển và tạo nên các phân bố đối lưu sâu khác nhau dẫn đến hệ quả mưa khác nhau. Những năm gần đây nhiều thiên tai cực đoan xuất hiện, các cơn bão dị thường xảy ra hoặc cùng lúc xuất hiện các tổ hợp thời tiết nguy hiểm cùng tương tác. Vì sao có hiện tượng này? Việc dự báo gặp khó khăn như thế nào? Thưa ông, theo thống kê thực tế, không phải những năm gần đây thường xuất hiện các cơn bão có đường đi rất kỳ dị hoặc cùng lúc xuất hiện 2 đến 3 cơn hoặc các tổ hợp nguy hiểm tương tác, mà trong quá khứ cũng đã xảy ra nhiều trường hợp như vậy tạo ra các thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân. Nguyên nhân xảy ra 2 đến 3, thậm chí 3 đến 4 cơn bão hoạt động đồng thời là do hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới thường được hình thành trong những tháng mùa mưa bão. Giải hội tụ nhiệt đới này thường kéo dài hàng nghìn km. Trên giải hội tụ luôn tồn tại các trung tâm khí áp thấp. Nếu điều kiện thuận lợi, các trung tâm khí áp thấp này sẽ mạnh lên và tạo thành những cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Việc dự báo những cơn bão hoạt động đồng thời và những tổ hợp thời tiết tương tác lẫn nhau là rất phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải theo dõi liên tục để phát hiện những sự thay đổi nhỏ của hoàn lưu khí quyển. Hiện tại, do hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn ở trên Biển Đông nói riêng và ở vùng biển Thái Bình Dương nói chung còn hạn chế và thưa thớt dữ liệu, nên rất khó khăn cho công tác dự báo những cơn bão có hướng di chuyển phức tạp hoặc bị tương tác bởi những cơn bão khác. Người dân đang rất quan tâm năm 2022 tại Trung Quốc cũng có mưa lũ kỷ lục, đe dọa cuộc sống của cư dân ven sông Dương Tử và đập Tam Hiệp. Sau đó tại Việt Nam cũng có mưa lũ khốc liệt, liên tục xảy ra tại miền Trung. Năm nay, mưa lũ tại Hà Nam, Trung Quốc cũng đang gây thiệt hại lớn cho một số khu vực. Vậy thời gian tới mưa lũ ở Việt Nam được dự báo sẽ diễn ra như thế nào? Mưa lớn 2022 gây lũ kỷ lục, đe dọa đập Tam Hiệp Dương Tử là do Fran Mẹ hệ thống thời tiết gây mưa chính ở Trung Quốc và khu vực Đông Á duy trì hoạt động kéo dài, cường độ mạnh hơn bình thường. Năm 2021, Fran, ranh giới phân tách hai khối không khí có nhiệt độ khác nhau Mẹ tồn tại gây mưa suốt từ giữa tháng 4 tới tận tháng 6 năm 2021. Còn trong năm nay 2022, mưa lớn xảy ra trên hệ thống sông Hoàng Hà, nằm phía trên của hệ thống sông Dương Tử, sâu vào trong đất liền nằm ở phần phía bắc của Trung Quốc. Nguyên nhân là do có một khối không khí biển lấn từ phía đông vào kết hợp với vùng xoáy thấp, gây mưa lớn trên hệ thống sông Hoàng Hà, thủ phủ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Về dự báo bão, năm 2022 dự báo bão sẽ tập trung vào tháng 10 và 11, có thể kéo sang tháng 12, nhưng không dồn dập như năm 2021. Bão và mưa lớn ở miền Trung,
Đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ xảy ra nhiều vào tháng 10 và tháng 11, có thể sang cả tháng 12 năm 2022. Mưa lũ gây vỡ đê ở Hà Nam, Trung Quốc, thành phố Tân Hương nguy cấp đêm qua và sáng nay. Hai đoạn đê trên sông Vệ ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã bị vỡ do mưa lớn và lũ xối xả. Thêm một thành phố ở tỉnh này lâm vào tình trạng nguy cấp sau nhiều ngày mưa lớn. Sáng nay, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Hạc Bích của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông, nhưng vẫn không lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại, hai ngôi làng ở đây đã thất thủ. Các ngôi làng gần đó bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Vào lúc 5 giờ sáng nay giờ địa phương, một thị trấn của huyện Tuấn bên dòng sông Vệ tiến hành xả lũ, khiến người dân phải di dời khẩn cấp. Huyện này đêm qua đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lũ lên cấp 1, tức mức cao nhất. Con kênh có tên Cộng sản Chủ nghĩa cách sông Vệ không xa về phía tây, lượng nước cũng đã tràn đê. Vào lúc 10 giờ tối qua giờ địa phương, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam cũng đã bị vỡ. Mặc dù trước đó người dân địa phương đã đẩy xuống sông hai chiếc xe tải cỡ lớn để bịt chỗ thủng, thành phố này đã phải ra thông báo khẩn, yêu cầu di dời người dân và tổ chức lực lượng cứu hộ phá đê. Gần 30.000 người tại Tân Hương đã được di dời khẩn cấp. Cũng trong hôm qua, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp kiêm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Chu Học Văn đã dẫn đầu một đoàn công tác liên ngành đến Tân Hương để hỗ trợ phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Trước tình hình nguy cấp ở Tân Hương, Trung Quốc cũng đã phải điều động một trong những thiết bị cứu hộ dưới nước tiên tiến nhất nước này. Cầu phao cứu hộ khẩn cấp vốn được mệnh danh là tàu sân bay cứu hộ, có thể di chuyển cùng lúc hơn 400 người đến thành phố này. Đến nay, Tân Hương, thành phố có hơn 6,2 triệu dân, đã có 770.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Lượng mưa tối đa trong gần 5 ngày qua tại đây đã lên tới 907mm và gây ngập úng nghiêm trọng trong nội đô. Mực nước tại một số làng, thị trấn tại Tân Hương cũng đã vượt quá 2m. Được biết, sông Vệ có tổng chiều dài hơn 400km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Hà Nam khoảng 240km. Hiện vẫn chưa có thông báo nào về thiệt hại do hai trận vỡ đê này gây ra. Trước đó, quân đội Trung Quốc đã phải cho nổ một con đập để chuyển hướng dòng lũ trước mối đe dọa chết người sau đợt mưa kỷ lục. Con đập được cho nổ ở thành phố Lạc Dương, ngay khi đợt lũ nghiêm trọng tàn phá thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam. Bắc Kinh, Trung Quốc ban hành cảnh báo cao nhất về mưa bão. Đài quan sát khí tượng quận Mật Vân ở phía đông bắc thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cao nhất về tình hình mưa bão vào lúc 9 giờ địa phương. Dự báo nhiều khu vực sẽ chứng kiến những trận mưa như chút nước. Sáng qua, ba quận ở thủ đô Bắc Kinh gồm Thuận Nghĩa, Bình Cốc, Mật Vân đã đồng loạt ban bố báo động đỏ về mưa bão, khi các đợt mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài đến tối cùng ngày. 9 giờ sáng nay, lượng mưa ghi nhận được tại một nhà ga ở quận Mật Vân đã vượt quá 200mm, trong khi đó, khu vực miền đông Trung Quốc cũng đã được đặt trong trạng thái báo động cao nhất khi bão Infa tiếp tục đổ bộ. Cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt của tỉnh Chiết Giang đã nâng mức đối phó khẩn cấp với bão Infa lên mức cao nhất. Trung tâm khí tượng quốc gia của Trung Quốc dự báo tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô cùng nhiều khu vực ở miền đông Trung Quốc sẽ hứng chịu mưa, gió mạnh, thậm chí nguy cơ ngập lụt. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống bão, ít nhất 1,65 triệu dân ở Chiết Giang đã được sơ tán. Quảng Đông, Trung Quốc phát đi 50 cảnh báo vì bão kép, hơn 50 cảnh báo bão đã được phát đi ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc khi bão kép đã và đang tiến vào các tỉnh ven biển nước này. Bão Paka, cơn bão đầu tiên tấn công Trung Quốc trong năm nay đã đổ bộ vào thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này. Hơn 50 cảnh báo bão đã được phát đi, một số thành phố ven biển nâng cảnh báo lên màu đỏ, tức mức cao nhất. Do ảnh hưởng của bão, 990 chuyến bay tại Quảng Châu, Thâm Quyến và Chu Hải, ba thành phố lớn của Quảng Đông, đã bị hủy tính đến chiều qua. Cơ quan khí tượng Thủy văn Quảng Đông cho biết, bão Paka với mưa lớn và gió giật sẽ tấn công khu vực phía đông và tây tỉnh này và đồng bằng sông Châu Giang cho đến ngày mai, làm tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa thiên nhiên khác như ngập lụt, lũ quét, lở đất. Các thành phố Dương Tây, Dương Giang và Đài Sơn của Quảng Đông đã phải phát đi cảnh báo bão màu đỏ, trong khi các địa phương khác đã đưa ra 9 cảnh báo màu vàng, 27 cảnh báo màu xanh và 13 cảnh báo màu trắng. Quảng Đông có hệ thống cảnh báo thời tiết 5 cấp độ, được mã hóa theo màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho mức độ khắc nghiệt nhất, tiếp theo là cam, vàng, xanh và trắng. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Quảng Đông cũng cho biết, bão Infa đang tiến đến khu vực ven biển của các địa phương tiếp giáp với tỉnh này, gồm Chiết Giang và Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc. Theo thông báo của Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia nước này, do ảnh hưởng của bão Paka, khu vực Tây Bắc Biển Đông sẽ có những đợt sóng lớn từ 4 đến 6 mét. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết, hai cơn bão này sẽ ảnh hưởng lẫn nhau và tác động đến sản xuất nông nghiệp tại các địa phương mà nó đi qua.
những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình. Dân tộc Việt Nam vốn giàu truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Từ xa xưa ông bà ta vốn đã có câu, thế ai đói rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn. Trải qua 4.000 năm chiều dài lịch sử, truyền thống tốt đẹp đó vẫn được chúng ta gìn giữ và phát huy, thậm chí nâng lên một tầm cao mới. Không chỉ trong phạm vi hình chữ S mà còn vượt ra ngoài biên giới, khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Minh chứng rõ ràng nhất là sự kiện vừa qua khi Việt Nam giang tay cứu giúp và viện trợ nhân đạo cho hơn 300 công nhân Sri Lanka gặp nạn trên biển. Quá trình này cũng không hề dễ dàng. Nhưng chúng ta đã làm được và làm hết sức mình, may mắn cứu sống cũng như đảm bảo an toàn cho toàn bộ những người gặp nạn. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Tin Mới tìm hiểu kỹ hơn câu chuyện đầy xúc động này nhé! Vừa qua, một chiếc tàu đánh cá số hiệu Lady D3 treo cờ Myanmar chở 303 công dân quốc tịch Sri Lanka nghi di cư từ Myanmar đến một nước khác. Khi tàu hành trình đến vị trí cách mũi Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 258 hải lý về phía đông nam thì gặp sự cố nước tràn vào buồng máy không khắc phục được. Lúc này thời tiết ở khu vực rất xấu, gió giật cấp 6, cấp 7, sóng lớn, tính mạng của hơn 300 người trên tàu bị đe dọa nghiêm trọng. Thuyền trưởng đã phát tín hiệu nhờ cơ quan chức năng ứng cứu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải khẩn cấp, yêu cầu những tàu thuyền hoạt động trong khu vực lân cận hành trình tìm đến vị trí bị nạn để hỗ trợ. Các đơn vị liên quan tham gia xử lý vụ việc, phối hợp huy động phương tiện để tham gia cứu nạn. Đến chiều cùng ngày, Trung tâm phát hiện tàu Helios Leader của Nhật Bản đang hành trình tại khu vực lân cận nên yêu cầu tàu này chuyển hướng khẩn cấp đi cứu nạn tàu Lady R3. Khoảng 40 phút sau, tàu Helios Leader tiếp cận tàu Lady R3 khi đang thả trôi. Lúc này, nhiều người trên tàu đã hoảng loạn dồn hết về phía boong. Thuyền viên tàu Nhật Bản đã đón người bị nạn chăm sóc và sơ cứu ban đầu. Lúc này thì có thêm 5 tàu được cơ quan cứu nạn hàng hải của Việt Nam chúng ta huy động đến ứng cứu và hỗ trợ. 19 giờ cùng ngày, toàn bộ 303 công nhân Sri Lanka, trong đó có 19 người là nữ và 20 trẻ em trên tàu Lady R3 được đưa lên tàu Helios Leader an toàn. Dự kiến vào chiều cùng ngày, tàu cứu hộ đưa người bị nạn cập bến Vũng Tàu và bàn giao cho cơ quan chức năng. Tới 20 giờ 10 phút, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức tiếp nhận 155 người quốc tịch Sri Lanka. Họ gặp nạn do tàu bị sự cố trên vùng biển Việt Nam vừa qua. Tàu cứu nạn SAR-413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đóng tại thành phố Vũng Tàu đã đưa 155 người quốc tịch Sri Lanka cập bờ đất liền an toàn tại khu vực cảng Vietropeso, thành phố Vũng Tàu và bàn giao theo quy định. Còn 150 người còn lại, tàu SAR-413 sẽ tiếp tục đón và đưa vào đất liền trong đêm. Tất cả những người gặp nạn được đón về 3 địa điểm, bao gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ để bố trí ăn ở tạm thời, chăm sóc sức khỏe cho các công dân trên trước khi bàn giao họ cho nước bạn. Những người bị nạn trước khi lên xe về địa điểm bố trí đều được thực hiện kiểm tra y tế, xét nghiệm phòng chống dịch và đảm bảo an toàn. Họ đều vô cùng xúc động. Bộ Ngoại giao đã thông báo tới Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội và đang phối hợp hết sức chặt chẽ với một số tổ chức quốc tế, các cơ quan liên quan, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân đạo theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết thêm, thời gian qua các lực lượng trên biển của Việt Nam ta đã nhiều lần cứu hộ, cứu nạn thành công các tàu nước ngoài gặp nạn trên các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền cũng như quyền tài phán của Việt Nam. Được biết, cùng với khoảng thời gian cứu hơn 300 người nói trên, cũng trong đêm ngày hôm đó, hai thuyền viên người Philippines bị thương trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa cũng được tàu SAR-272 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4 của chúng ta đưa vào đất liền cấp cứu. Hai thuyền viên bị nạn là Coret Jose Rose Somonte, 30 tuổi và Candelario Lizadi Bedok, 31 tuổi, cùng quốc tịch Philippines đi trên tàu chở than Energy Hope, quốc tịch Panama. Chiều cùng ngày, khi tàu hàng đang hải trình từ Singapore đi Hàn Quốc cách Nha Trang khoảng 78 hải lý, thuyền viên Coret Jose Rose Somonte bị tai nạn lao động, chảy nhiều máu, chấn thương vùng đầu, nguy hiểm tới tính mạng.
thuyền viên Candelario Lizardi Bedoc bị bệnh lý, đi lại khó khăn. Chính bởi vậy, thuyền trưởng đã liên lạc và nhờ đất liền hỗ trợ. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã giữ liên lạc thường xuyên với tàu bị nạn để cập nhật tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân và hướng dẫn các biện pháp sơ cứu ban đầu. Tàu SR-272 đang ứng trực ở Khánh Hòa cùng lực lượng y tế đã lên đường tiếp cận tàu hàng để cấp cứu các bệnh nhân. Đến gần 2 giờ cùng ngày, tàu SR-272 đã đưa hai thuyền viên nước ngoài cập bờ thành phố Nha Trang. Ngay lập tức, lực lượng y tế cũng nhanh chóng triển khai các công tác cấp cứu, đồng thời chuyển các bệnh nhân đến bệnh viện điều trị. Trên đây chỉ là hai ví dụ mới nhất về việc chúng ta luôn sẵn sàng ứng cứu và giúp đỡ bất cứ ai gặp nạn mà thôi. Đó là công tác đảm bảo an toàn trên biển. Còn trên đất liền, trong suốt 8 năm qua, Việt Nam cũng luôn là cái tên sáng, có đóng góp tích cực cho công cuộc gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới. Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình cho thấy Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, góp phần thiết thực vào việc giải quyết các vấn đề an ninh, bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2022, quân đội ta đã cử 512 lượt sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp tại Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực IPA và trụ sở Liên Hợp Quốc. Các lực lượng của Việt Nam đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ với Liên Hợp Quốc cùng cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đóng góp vào sự thành công, trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 của Việt Nam với tỷ lệ phiếu bầu rất cao, 192/193 phiếu tán thành. Lực lượng quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã thể hiện tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết quốc tế, đặc biệt là khả năng thích ứng nhanh trong môi trường làm việc khắc nghiệt tại các phái bộ. Đáng chú ý, năm 2020, 4 sĩ quan của Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đã xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra và được Liên Hợp Quốc tuyển dụng. Đối với hình thức cá nhân, năm 2014, từ 2 sĩ quan quân đội đầu tiên đi làm sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Nam Sudan, đến nay Việt Nam đã cử 76 lượt sĩ quan hoạt động độc lập trên các cương vị sĩ quan tham mưu tác chiến, sĩ quan tham mưu huấn luyện, sĩ quan trang bị, sĩ quan phân tích thông tin tình báo, sĩ quan quân lương, quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực IPA và trụ sở Liên Hợp Quốc. Đối với hình thức đơn vị, từ tháng 10 năm 2018 đến nay, Việt Nam đã triển khai 4 bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Nam Sudan. Các bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được chỉ huy phái bộ đánh giá cao, tiếp tục khẳng định được năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, là chỗ dựa tin cậy về chăm sóc sức khỏe cho nhân viên Liên Hợp Quốc tại địa bàn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Tháng 5 năm 2022, Việt Nam ta tiếp tục cử đội công binh đầu tiên với 184 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và gần 2.000 tấn trang thiết bị sang phái bộ UNISFA tại khu vực IPA. Sau hơn 3 tháng triển khai, đội công binh Việt Nam đã nhanh chóng ổn định và bắt tay ngay vào công việc. Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết 1325 của Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Trong suốt 8 năm qua, Việt Nam đã cử tổng số 74 nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong đó có 8 sĩ quan nữ tham gia theo hình thức cá nhân và hoạt động độc lập, 45 nữ quân nhân trong đội hình bảo vệ dân chủ cấp 2. Còn đội công binh Việt Nam đã có 21 nữ quân nhân, trong khi các đội công binh của gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, các nước khác không có nữ quân nhân tham gia. Quay trở lại với tình hình của hơn 300 công nhân Sri Lanka trong quá trình cứu nạn cứu hộ, đại diện Tổng lãnh sự quán Sri Lanka tại Thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên đoàn cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lên tàu Helios Leader thông tin cho công dân Sri Lanka biết địa phương đã sắp xếp bố trí nơi ăn ở an toàn và cử lực lượng ra tiếp nhận. Tuy nhiên, việc tiếp cận các công dân Sri Lanka đã diễn ra rất chậm và khó khăn do các công dân này không hợp tác, đa số đều không chịu lên tàu vì sợ phải trục xuất trở về nước. Phải đến 18 giờ khi được nói chuyện, giải thích, họ mới chịu lên tàu SR-413 để lực lượng cứu nạn của Việt Nam đưa vào bờ. Việc phải rời bỏ quê hương lênh đênh trên biển và đi tới các nơi khác, đối mặt với biết bao nguy hiểm và thậm chí là cả tính mạng của mình, vốn là điều chẳng ai muốn. Tuy nhiên, những người Sri Lanka đáng thương này bắt buộc phải chọn con đường đó do tình hình trong nước họ vô cùng bất ổn.
Theo dữ liệu CPI công bố, lạm phát ở Sri Lanka suốt nhiều tháng nay đã tăng lên 60,7% trong tháng 7, lập mốc mới trong 10 tháng liên tục, trong khi đồng rúp mất giá một nửa so với đô la Mỹ. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc ước tính cứ 6 hộ gia đình tại Sri Lanka thì 5 hộ phải mua thực phẩm kém chất lượng, ăn ít hơn, thậm chí là bỏ bữa. Khủng hoảng kéo dài khiến người dân phẫn nộ, hàng chục nghìn người xông vào dinh tổng thống hồi đầu tháng 7, buộc ông Gotabaya Rajapaksa phải chạy trốn sang Singapore và nộp đơn từ chức. Hy vọng rằng với những nỗ lực của Việt Nam trong việc cứu sống và hỗ trợ nhân đạo, những con người khốn khổ trên có thể an toàn, tìm được một cái hy vọng để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Hy vọng rằng đất nước Sri Lanka sẽ sớm ổn định để người dân có thể yên tâm và gắn bó với quê hương của mình. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước, cho đến nay Việt Nam đã ngày càng nâng tầm vị thế và phát triển vượt bậc về mọi mặt. Một Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu đã nhường chỗ cho Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ. Một Việt Nam hội nhập và là trung tâm chú ý của cộng đồng thế giới. Nhiều quốc gia muốn bắt tay với Việt Nam chúng ta nên đã tích cực tấn công, thể hiện nhiều động thái giúp đỡ, hỗ trợ. Mới đây nhất là lời ngỏ ý muốn thăm Việt Nam của Tổng thống Biden và hành động mở cửa thị trường của Trung Quốc ngay sau đó. Liệu nước này có đang muốn dằn mặt Mỹ về tầm quan trọng của Bắc Kinh với Hà Nội nên mới vội vàng hành động như vậy? Hay thực sự Mỹ và Trung Quốc đều muốn thúc đẩy mối quan hệ với Việt Nam? Ta hãy cùng với team mới tìm hiểu câu chuyện ngay trong video ngày hôm nay nhé! Cụ thể, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 17 tại New York hôm vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ mong muốn đến thăm Việt Nam trong thời gian thích hợp, dự kiến là vào cuối tháng 11 năm nay. Cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và con người Việt Nam ngay từ khi ông còn là nghệ sĩ, luôn ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước Mỹ-Việt. Tuy nhiên, ngay sau chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc vào đầu tháng 11 vừa qua, có vẻ như kế hoạch đến Việt Nam đang được đẩy lên sớm nhất có thể. Trước thông tin này, từ Mỹ, Trung Quốc cũng tỏ ra rất lo ngại. Nước này đã ban hành cấp rút nhiều chính sách chưa từng có để hỗ trợ Việt Nam trong các công tác xuất nhập khẩu hàng hóa. Đầu tiên là động thái thúc đẩy mở cửa thị trường ở mức độ cao sau khoảng thời gian dài đóng cửa vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Công ty chứng khoán BSC cho rằng điều này có thể giúp cải thiện một phần tình trạng tăng trưởng xuất nhập khẩu đang chậm dần của Việt Nam, đồng thời giúp gia tăng tốc độ hồi phục của ngành du lịch lữ hành cho năm 2022 và 2023. Thống kê của ngành hải quan cho thấy, trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có quan hệ ngoại thương thì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất. Một trong những dấu mốc quan trọng đó là năm 2018, Trung Quốc trở thành đối tác đầu tiên đạt quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu 100 tỷ đô la Mỹ một năm. Đến nay mới có hai thị trường đạt quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu 100 tỷ đô la một năm là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Từ đó đến nay, thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn duy trì con số trên 100 tỷ đô la Mỹ một năm. Ngoài ra, Trung Quốc cũng là thị trường nhập khẩu đầu tiên của Việt Nam đạt kim ngạch 100 tỷ đô la một năm là vào năm 2021. Những mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc có thể kể đến là các nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, rau củ, quả, thực phẩm, hàng tiêu dùng. Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc các sản phẩm nông sản nhiệt đới, thủy sản, dệt may, điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử. Theo Bộ Công Thương, một số nhóm mặt hàng như thủy sản, trái cây, cà phê của Việt Nam đều nằm trong top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất vào Trung Quốc. Nhiều mặt hàng như cá tra, cá ba sa, cá mực, quả thanh long, quả vải, hạt điều đều chiếm thị trường gần như tuyệt đối về khối lượng cũng như kim ngạch nhập khẩu. Điều đó cho thấy nhiều sản phẩm và ngành hàng của Việt Nam có thế mạnh khi tham gia xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Xét trong giai đoạn 2017-2021, Việt Nam duy trì mức nhập siêu lớn với giá trị ngày càng gia tăng. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trung bình là 17,5%, trong khi xuất khẩu chỉ tăng trưởng 12,3%. Theo BFC, nguyên nhân của hiện tượng này là do xu hướng dịch chuyển chuỗi sản xuất công nghiệp từ Trung Quốc sang Việt Nam. Tiếp theo sau đó là 2 năm Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid và đóng cửa biên giới. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của Trung Quốc và Việt Nam đã suy giảm rõ rệt bởi lượng hàng hóa giao thương bị hạn chế. Cho đến đầu tháng 11 này, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh sẽ duy trì chính sách mở cửa nền kinh tế nước này. Ông nói thêm, Trung Quốc sẽ phối hợp với tất cả các nước và các bên để chia sẻ cơ hội tại thị trường rộng lớn của mình. Đồng thời, Trung Quốc sẽ tăng cường nỗ lực nhằm tạo ra một thị trường nội địa vững mạnh, tăng thương mại hàng hóa, phát triển các cơ chế mới cho thương mại trong lĩnh vực dịch vụ và tăng nhập khẩu sản phẩm chất lượng cao.
Một vài điều chỉnh cũng được Trung Quốc thực hiện trong những tuần gần đây với các chính sách liên quan đến COVID-19. Nếu như trước đó Bắc Kinh rất nghiêm ngặt và kiên quyết không cho các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, thì hiện tại một số sân bay và nhà ga tàu cao tốc cũng đã không còn yêu cầu hành khách xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính đối với COVID-19 có hiệu lực trong vòng 48 giờ nữa. Tuy nhiên, họ vẫn cần xuất trình bằng chứng cho rằng họ đã tránh xa mọi khu vực tiềm ẩn rủi ro lây nhiễm. Mặc dù việc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phong tỏa là rất khó với Trung Quốc, nhưng những động thái điều chỉnh trên đã cho thấy nỗ lực đáng kể hết khả năng của mình để hỗ trợ Việt Nam. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc mới đây cũng đồng thời khẳng định quan hệ Việt-Trung gắn bó keo sơn. Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực và Trung Quốc cũng đồng thời là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Bởi vai trò và vị thế quan trọng này hoàn toàn dễ hiểu khi Trung Quốc đã thực sự vội vàng nới lỏng thị trường. Ngay khi nghe phong phanh thông tin Tổng thống Biden sang thăm Việt Nam, bồn chồn lo lắng hơn bao giờ hết. Không biết ông Biden đến với Việt Nam với mục đích gì? Liệu rằng sau cuộc gặp gỡ với Mỹ, Việt Nam có còn tiếp tục yêu mến và coi trọng Trung Quốc nữa hay không? Trung Quốc có còn ở vị thế hàng đầu trong lòng Việt Nam hay Mỹ sẽ là nước thay thế? Nói về quan hệ Việt-Mỹ để lý giải cho tâm lý của Trung Quốc thì đây là sợi dây kết nối bền chặt giữa một nước đang được chú ý trong khu vực cùng một ông lớn có tiếng trên thế giới. 25 năm sau khi thiết lập mối quan hệ song phương vào năm 1995, Mỹ và Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy với tình hữu nghị dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, góp phần đảm bảo an ninh quốc tế, tham gia các quan hệ thương mại mà hai bên cùng có lợi và tôn trọng nhân quyền, pháp quyền. Các cuộc đối thoại về lao động, an ninh, năng lượng, khoa học, công nghệ thường xuyên được tổ chức. Nhiều thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật đang được hai quốc gia phối hợp thực hiện. Cũng kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương Mỹ-Việt có hiệu lực vào năm 2001, hoạt động thương mại giữa hai quốc gia và đầu tư của Mỹ và Việt Nam đã tăng trưởng vượt bậc. Mỹ và Việt Nam đã ký kết một hiệp định về thương mại và đầu tư cũng như các hiệp định về dệt may, vận tải hàng không, hải quan, hàng hải. Hiện Mỹ đã xuất khẩu sang Việt Nam máy móc, máy tính, đồ điện tử, sợi vải, nông sản và các loại xe. Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam đồ may mặc, giày dép, nội thất, giường tủ, nông sản, hải sản và điện. Nhờ vậy, dòng chảy hàng hóa giữa hai nước lưu thông mạnh mẽ, khiến kim ngạch xuất nhập khẩu đạt được những con số ấn tượng. Thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng trưởng từ 451 triệu đô vào năm 1995 lên hơn 90 tỷ đô la vào năm 2020, tức là gấp gần 200 lần. Kim ngạch xuất khẩu từ Mỹ sang Việt Nam đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và kim ngạch nhập khẩu cùng năm đạt 79,6 tỷ đô. Kết quả này là minh chứng cho sự phát triển nhanh chóng trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, cho thấy tầm quan trọng và đặc biệt là vị thế của Mỹ đối với Việt Nam cũng như của Việt Nam đối với Mỹ. Gần đây nhất, trong buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Kistenbrink đã nhấn mạnh về cam kết của Mỹ đối với Việt Nam rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trông cậy vào mối quan hệ với Mỹ. Mỹ rất quan tâm và chú trọng vào sự thành công của Việt Nam với niềm tin rằng Mỹ sẽ an ninh và thịnh vượng hơn khi những đối tác của Mỹ thành công. Khẳng định Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương của Mỹ. Ông này cũng cho biết đối tác toàn diện hai quốc gia đang vững mạnh hơn bao giờ hết. Ở Washington DC có rất nhiều người mong đợi tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác đóng vai trò trọng yếu này. Chưa kể năm sau sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Mỹ mong sẽ hợp tác với các đối tác, bạn bè ở Việt Nam để nâng mối quan hệ này lên một tầm cao mới. Cuối cùng, ông bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ-Việt sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác để có thể nắm bắt được những cơ hội chung, cùng giải quyết những thách thức chung. Chưa biết sau rất nhiều động thái tấn công dồn dập từ phía Mỹ và Trung Quốc, quốc gia nào sẽ giành được vị trí hàng đầu trong lòng Việt Nam. Dẫu cho có ai thì một điều chắc chắn rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã cho chúng ta thấy chiến lược ngoại giao khéo léo, tài tình để ngày càng nâng tầm Việt Nam trên bản đồ thế giới. Từ một quốc gia lạc hậu, nghèo đói, giờ đây đã vươn lên hội nhập, trở thành trung tâm trong khu vực và khiến bạn bè thế giới phải chú ý. Các quốc gia khác càng tấn công thì Việt Nam sẽ càng nhận về được nhiều lợi thế khi được hỗ trợ giúp đỡ cam kết lâu dài. Ví dụ, khi Trung Quốc mở cửa thì nền kinh tế sẽ giúp Việt Nam được hưởng lợi một số ngành như tiêu dùng, hàng không, thủy sản, chi phí vận chuyển từ kho ra cửa khẩu giảm. Vấn đề tắc nghẽn tại các cảng của Trung Quốc được giải quyết. Nhiều doanh nghiệp có đóng góp từ doanh thu xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ phục hồi đáng kể khi các nhóm nông sản như lúa, gạo được phục hồi xuất khẩu.
các đường bay quốc tế mở cửa trở lại để phục vụ hành khách sẽ tăng doanh thu bởi có khách du lịch đến từ Trung Quốc chiếm tới 32% sản lượng khách du lịch quốc tế. Và đặc biệt, ngành thủy sản, nhất là ngành cá tra của Việt Nam cũng sẽ có những biến chuyển tích cực khi Trung Quốc luôn thuộc nhóm thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất. Việc tiêu dùng bị thắt chặt trong gần 3 năm dịch khiến nhu cầu bị kìm chế khi tồn kho ở mức thấp. Do đó, thúc đẩy mở cửa thị trường mức độ cao sẽ kéo theo nhu cầu tiêu thụ cá tra tăng cao, giúp cả ngành cá tra tăng trưởng. Trên đây chỉ là một vài lợi ích nhỏ mà Việt Nam có được nhờ các chính sách lôi kéo tấn công từ Trung Quốc mà thôi. Trong tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ nhận được nhiều ảnh hưởng tích cực hơn từ bạn bè trên toàn cầu. Trung Quốc hiện đã có 3 tàu sân bay, mới nhất là tàu sân bay Phúc Kiến vừa hạ thủy vào tháng 6 vừa qua và hiện đang chuẩn bị đóng thêm tàu sân bay thứ tư. Và Việt Nam chúng ta cũng có tàu sân bay, một tàu sân bay không thể bị đánh chìm. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tàu sân bay này của Việt Nam. Thưa các bạn, Việt Nam đã kéo dài thêm phi đạo trên đảo Trường Sa lớn, xây dựng thêm 4 nhà chứa máy bay tại đây và biến nó trở thành tàu sân bay không thể bị đánh chìm trên Biển Đông. Những bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy đảo Trường Sa lớn đã được cơi nới mở rộng hơn và đặc biệt một đường băng có sẵn trên đảo này đã được kéo dài từ 750m lên khoảng 1.300m. Các máy bay vận tải nhỏ hoặc thủy phi cơ chỉ cần một đường băng ngắn là đã có thể lên xuống an toàn hơn khi thực hiện phi vụ tiếp liệu, vận chuyển người và cả nhu cầu trinh sát. Điều này đã thực sự làm cho dân mạng Trung Quốc dậy sóng. Các đảo của Việt Nam hiện đã có chức năng tương tự như các đảo nhân tạo mà Trung Quốc chiếm đóng của Việt Nam. Việc xây dựng một đường băng lớn trên đảo giúp cho việc cơ động các lực lượng chiến đấu giống như một tàu sân bay thực thụ. Nhưng Hà Nội vẫn chưa dừng ở đó. Hà Nội đã hoàn thành 2 tập hợp nhà chứa máy bay lớn ở hai phía đầu và cuối đường băng, mỗi tập hợp gồm 2 nhà chứa nhỏ. Như vậy, 4 nhà chứa máy bay có khả năng lớn sẽ sử dụng cho mục đích chứa máy bay giám sát hàng hải PZL, M28B và các máy bay vận tải CASA C295 của Việt Nam hoặc các phương tiện khác trong tương lai. Ở phía đông bắc của hòn đảo, Hà Nội đã xây dựng một cặp các cơ sở tình báo tín hiệu có cấu trúc dạng mái vòm hình cầu, một trong số đó có gắn vòm radar trên đỉnh vào năm 2018. Một cụm các tòa nhà được xây dựng trên một khu vực mới được lấp đất dọc theo các cảng nhân tạo của quần đảo. Nhiều trong số đó được phủ các tấm năng lượng mặt trời trên đỉnh và một sân thể thao mới đã được xây dựng cùng với các tòa nhà hành chính chủ chốt của đảo, nơi cũng đã nhận được các tấm pin năng lượng mặt trời mới. Để bảo vệ tất cả các vùng đất mới được hình thành khỏi nước dâng do bão lũ, Việt Nam đã đào một loạt các kênh thoát nước phức tạp dọc theo các cạnh của hòn đảo. Một đặc điểm có thể được nhìn thấy trên một số khu vực khác được mở rộng ở Trường Sa. Đảo Trường Sa lớn tên quốc tế là Isfali Dyson, thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa, nằm cách quân cảng Cam Ranh khoảng 254 hải lý, trên dưới 470 km và cách Vũng Tàu hơn 500 km đường biển. Đảo Trường Sa có dạng hình tam giác vuông với cạnh huyền nằm theo hướng Đông Bắc Tây Nam. Theo tài liệu của Việt Nam, bắt đầu từ khi chưa được mở rộng thì đảo này dài khoảng 630 m, rộng khoảng 300 m và có diện tích 0,15 km2, xếp thứ tư về diện tích trong nhóm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Theo những clip được công bố thì Việt Nam đã tiến hành bồi đắp, mở rộng đảo Trường Sa bằng việc chở các vật liệu xây dựng từ đất liền ra, xây dựng những cầu cảng, âu tàu, kéo dài sân bay, mở rộng diện tích nhằm phục vụ cho cuộc sống của người dân trên đảo và các ngư dân đánh bắt gần đó có thể neo đậu tàu thuyền và trú ẩn mỗi khi có bão lớn. Những hình ảnh chụp từ vệ tinh gần đây nhất cho thấy, sau khi được cơi nới, diện tích của đảo Trường Sa lớn đã gần bằng đảo lớn nhất của quần đảo, tức là đảo Ba Bình, hiện đang do Đài Loan chiếm đóng. Dù vậy, so về diện tích và quy mô xây dựng thì không thể so sánh với các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp ở trong khu vực. Dường như bất chấp các yếu tố từ bên ngoài, từ các cuộc đàm phán tới khoảng thời gian tương đối êm đềm hay những thời điểm căng thẳng, sóng gió và đe dọa bạo lực từ phía Trung Quốc, Hà Nội vẫn quyết tâm mở rộng diện tích xung quanh quần đảo Trường Sa trong khả năng khiêm tốn của mình mà không vấp phải bất cứ phản ứng nào của Trung Quốc. Có thể nói Việt Nam đã quá khôn khéo để củng cố cho khả năng tấn công và phòng thủ của tàu sân bay không thể bị đánh chìm này. Hà Nội cũng đã tăng cường cho nó khả năng phòng thủ và tấn công bằng các hệ thống phi pháo và radar dẫn đường.
Ngày 9 tháng 8 năm 2016, thông tấn quốc tế cho hay Việt Nam đã bí mật tăng cường phòng thủ cất đảo tại quần đảo Trường Sa. Theo hãng thông tấn Reuters, Hà Nội đã chuyển một số giàn phóng hỏa tiễn cơ động từ đất liền tới 5 căn cứ ở quần đảo Trường Sa. Trong những tháng đó, các giàn pháo này là một phần của hệ thống pháo phản lực đối đất tối tân, có tên gọi là Extra, mà Việt Nam đã mua từ Israel trong khoảng thời gian không xác định. Các giàn phóng này rất nhỏ gọn và có thể được cất giữ trong các thùng container nên các máy bay trinh sát từ trên cao không thể quan sát và nhìn thấy chúng. Chúng có thể được trang bị những đầu đạn nổ cực mạnh và có khả năng sẵn sàng chiến đấu chỉ sau vài giờ triển khai. Extra được cho là có độ bắn chính xác trong phạm vi khoảng 150 km với các loại đầu đạn nặng khoảng 150 kg, có thể mang chất nổ hay bom chùm để tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, hoạt động cùng với thiết bị bay hoặc nhắm bắn. Hệ thống này có khả năng tấn công cả tàu chiến lẫn các mục tiêu trên bộ. Điều này có nghĩa là các đường băng khoảng 3.000 m và các cơ sở của Trung Quốc trên các đá Subi, đá chữ thập, đá vành khăn mà Trung Quốc đang chiếm đóng đều nằm trong tầm ngắm tại 21 đảo và bãi đá ngầm mà Việt Nam đang kiểm soát, trong khi Việt Nam có tên lửa lớn hơn và tầm xa hơn của Nga để phòng vệ bờ biển. Thì hệ thống Extra được cho là dễ dàng di chuyển và các hiệu quả để chống lại những chiến dịch đổ bộ lớn. Nó sử dụng hệ thống radar nhỏ gọn, do đó không cần những hệ thống tiếp cận công gành và cũng phù hợp để triển khai trên các đảo và bãi đá ngầm. Giáo sư Carl Taylor, một chuyên gia về quân sự Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc đã nói rằng, việc Hà Nội triển khai các dòng phóng tên lửa cho thấy tính chất nghiêm trọng về mức độ quyết tâm của Việt Nam, muốn răn đe quân sự với Trung Quốc ở mức nhiều nhất có thể. Đường băng và các căn cứ quân sự của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa là một thách thức trực tiếp với Việt Nam, đặc biệt là các vùng biển và bầu trời ở phía nam của Hà Nội, và họ cho thấy họ đang chuẩn bị để đối phó với các mối đe dọa đó. Ông Taylor nói, Trung Quốc nhiều khả năng không xem đây là việc phòng thủ gì cả, mà động thái này có thể đánh dấu là một giai đoạn mà Hà Nội sẵn sàng đương đầu quân sự với Trung Quốc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Vào năm 1988, lần đầu tiên sau trận chiến với Hải quân Trung Quốc, khi đó Việt Nam còn yếu. Sau cuộc tấn công này thì Việt Nam cho biết 64 binh sĩ được trang bị vũ khí sơ sài đã thiệt mạng khi họ cố gắng bảo vệ các cột mốc chủ quyền trên bãi đá Gạc Ma, theo cách gọi của Việt Nam. Đây là một biến cố mà Hà Nội được cho là có mất mát nhiều nhất. Như vậy, với những diễn biến mới nhất về việc kéo dài, mở rộng đường băng cho các chiến đấu cơ hạng nặng như Su-30 cùng các máy bay cứu hộ hạ cánh, Hà Nội đã xây dựng thêm các nhà chứa máy bay để có thể niêm cất và bảo quản chúng. Các đài radar ở hai phía đầu và cuối của đảo có khả năng bao trùm cả quần đảo Trường Sa, giúp cho Việt Nam quan sát được các động thái mới nhất của Trung Quốc. Hệ thống pháo phản lực Extra của Việt Nam cũng rất khó bị phát hiện, khiến cho việc cân nhắc tấn công Việt Nam của các lãnh đạo Trung Quốc trở nên khó khăn. Như vậy, có thể nói rằng Việt Nam đã sở hữu một tàu sân bay không thể bị đánh chìm. Quả là không sai một chút nào. Và Việt Nam tỏ ra mềm yếu trước hành động gây hấn, lấn lướt của Trung Quốc chỉ là cái vỏ bên ngoài, để tạo được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mà thôi. Biển Đông là khu vực biển quan trọng, chứng kiến sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa một số nước lớn, không chỉ Trung Quốc mà còn có cả Mỹ và đồng minh. Các nước mong muốn đạt được mục tiêu của mình ở vùng biển quan trọng này, nhất là về lĩnh vực quân sự, kinh tế và kiểm chế chiến lược. Cụ thể, vấn đề này như thế nào? Hãy cùng Cánh Tim Mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Ngoài Trung Quốc và các nước khác ở Đông Nam Á ra, thì ý nghĩa địa chiến lược của Biển Đông đối với các cường quốc liên quan như Nhật Bản, Mỹ, Nga, Australia, Ấn Độ cũng quá rõ ràng như nhiều nghiên cứu đã chỉ ra. Tuy nhiên, mối quan tâm của các nước thuộc vòng ngoài này chủ yếu ở khía cạnh giao thông hàng hải và an ninh hơn là vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Như giới chức Mỹ đã nhiều lần tuyên bố thẳng thắn và rõ ràng, lợi ích địa chiến lược của Mỹ ở Biển Đông bao gồm những gì? Ở đây, trước hết, phải đặt Biển Đông trong tổng thể điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ. Trong điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ, châu Âu được Mỹ xem là đồng minh then chốt và có đủ độ tin cậy sau khi khối NATO đã trải qua 63 năm phát triển và ngày càng hùng mạnh, ngày càng có sự nhất trí cao giữa hai bờ Đại Tây Dương. Lòng tin của Mỹ đối với các đồng minh châu Âu trong NATO dựa trên thử thách thực tiễn và trên niềm tin về hệ giá trị chung mà cả hai bên đều theo đuổi.
nó cũng dựa trên khả năng tự vệ đáng tin cậy của châu Âu trước các mối đe dọa có thể đến từ bên ngoài. Hơn nữa, sự sụp đổ cùng một đi không trở lại của khối quân sự Warsawa do Liên Xô cầm đầu, sự suy yếu tương đối và cô lập của nước Nga đến nay khiến cho Mỹ không cần phải tập trung sức mạnh ở châu Âu nữa. Đồng thời, cục diện hai cuộc chiến tại Iraq-Afghanistan đang dần đi đến những kết cục mà Mỹ mong đợi. Giảm can thiệp, giảm quân, giảm chi phí và rút lui trong danh dự, giao trách nhiệm an ninh cho đồng minh bản địa. Trong khi đó, sự vươn lên của Trung Quốc và tham vọng siêu cường thế giới của họ cùng với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc về cả kinh tế và quân sự đối với khu vực châu Á đã và đang thách thức vị trí siêu cường duy nhất của Mỹ. Về mặt đối nội, chính phủ Mỹ đang đứng trước sức ép cắt giảm chi tiêu quân sự và tập trung cho khôi phục kinh tế sau khủng hoảng. Tất cả các nguyên nhân bên ngoài và bên trong nói trên đã khiến cho chính phủ của Tổng thống Obama đi đến quyết định điều chỉnh chiến lược toàn cầu, tập trung sức mạnh mà chủ yếu là hải quân vào trọng điểm châu Á-Thái Bình Dương. Điểm khác biệt căn bản về lợi ích chiến lược của Mỹ ở Biển Đông so với Trung Quốc là ở chỗ Mỹ không có tham vọng lãnh thổ và tài nguyên ở Biển Đông, mà chỉ giới hạn ở quyền tự do và duy trì an ninh hàng hải cho tất cả các tàu quân và tàu chiến của Mỹ và cộng đồng quốc tế. Lợi ích chiến lược toàn cầu của Mỹ nói ngắn gọn là duy trì trật tự quyền lực trên biển do Mỹ thống trị, trước hết là ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chính đặc điểm then chốt này quy định tính chất và mức độ sẵn sàng của quan hệ đồng minh giữa Mỹ và các nước khác. Nó dễ dàng tạo ra sự đồng thuận, nhất là các nước nhỏ đang đứng trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Các hạm đội của Mỹ vẫn được xem là hùng mạnh nhất thế giới, nhưng nay đã trở nên quá nhỏ bé, từ gần 600 tàu chiến, nay chỉ còn 285 tàu và tỏ ra đuối sức trong việc bảo đảm an ninh các vùng biển chung và các hải trình quan trọng trên các đại dương. Biển Đông không những tự thân là một vùng biển mà các nước có lợi ích chiến lược giao nhau, mà xét về vị trí chiến lược hải quân thì nó là hành lang kết nối giữa hai đại dương, cho phép các lực lượng Mỹ di chuyển nhanh chóng giữa hai đại dương này. Nó cũng là điểm kết nối quan trọng trong tam giác gồm Biển Đông, Australia cũng như đối với chủ đạo thứ nhất ở Tây Thái Bình Dương, bao vây Trung Quốc và Nga, kéo dài từ Đông Bắc Á đến Australia. Không những thế, xung quanh lòng chảo Biển Đông còn có một vị trí cảng biển mang tầm chiến lược để các tàu hải quân khổng lồ của Mỹ có thể đồn trú, bảo dưỡng và thực hiện các chiến thuật công thủ hết sức lợi hại, chẳng hạn như vịnh Cam Ranh và Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam. Điều đó càng có ý nghĩa khi mà nước Mỹ đang đối mặt với những khó khăn về tài chính do ngân sách quốc phòng bị cắt giảm gần 500 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới. Trong khi chi phí cho công việc duy trì và bảo dưỡng, chi phí đóng tàu tăng cao, Mỹ càng không thể tính đến việc xây dựng căn cứ hải quân mới ở khu vực, mà chủ yếu phải dựa vào cơ sở hạ tầng của các đồng minh. Vì thế, Mỹ buộc phải kêu gọi sự hỗ trợ của các đối tác bản địa. Đó là cái lý do để Biển Đông trở thành mục tiêu điểm hợp pháp an ninh biển quốc tế của Mỹ, trước hết là các đồng minh ở Biển Đông. Ngay từ năm 2007, Mỹ đã đưa ra chiến lược hợp tác sức mạnh biển thế kỷ 21, gọi tắt là CS21, giao sứ mệnh bảo đảm an ninh hàng hải toàn cầu với tư cách nhiệm vụ cốt lõi cho hải quân, lính thủy đánh bộ và lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Trong chiến lược đó, khu vực Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương với vùng vịnh ở Trung Đông là các sân khấu chính của sức mạnh biển của Mỹ, bao gồm cả các chức năng cảnh sát và quân sự. Điều đặc biệt là Mỹ cam kết sẽ cùng với các quốc gia có chung chí hướng bảo vệ và duy trì hệ thống kết nối toàn cầu mà nhờ nó chúng ta thịnh vượng. Sự gặp gỡ về lợi ích chiến lược đã đẩy Mỹ và các nước ở Biển Đông đến gần nhau, vượt qua mọi trở ngại to lớn mà trong hoàn cảnh bình thường khó có thể làm được. Như mọi người vẫn nhớ, sau khi kết thúc cuộc chiến tại Việt Nam, các đồng minh của Mỹ đã đề nghị Mỹ rút hết các căn cứ quân sự, hải quân và không quân khỏi lãnh thổ của họ như Philippines, thu hồi căn cứ Sobit, Thái Lan thu hồi căn cứ không quân Utapao. Thế mà đến năm 2022 này, cả hai nước trên đều đã cam kết, thậm chí thúc giục Mỹ trở lại. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta đã được Việt Nam mời đến thăm vịnh Cam Ranh đầu tháng 6 năm 2012, nơi đã từng là tổ hợp căn cứ quân sự khổng lồ mang tính chiến lược trong suốt cuộc chiến tại Việt Nam, và là nơi mà Việt Nam thường tuyên bố không cho nước ngoài nào được thuê làm căn cứ quân sự.
Tại đây, ông đã tuyên bố về tầm quan trọng chiến lược của vịnh này đối với chiến lược chuyển dịch tại bộ phận hải quân về Thái Bình Dương của Mỹ. Trong khi đó, chưa một lần nào tàu chiến Trung Quốc và một số nước khác được phép ghé lại cảng này. Thậm chí đối với Cam Ranh, sự việc chỉ một vài người Trung Quốc trên danh nghĩa hành nghề nuôi cá bè ở cửa vịnh đã trở thành một con số phản ứng của công luận Việt Nam hồi tháng 6 năm 2012. Đồng thời, các cuộc tập trận hải quân ở các quy mô khác nhau giữa Mỹ và các nước đồng minh ở Đông Nam Á diễn ra dồn dập, nhất là từ năm 2010 trở lại đây. Kể cả với Việt Nam, dù với danh nghĩa này hay khác, chỉ có thể hiểu đúng cách hành xử trên khi người ta dựa trên nhận thức và sự thống nhất các lợi ích chiến lược giữa Mỹ và các nước ở Biển Đông, trong tình huống xuất hiện mối đe dọa ngày càng lớn vượt trên khả năng tự vệ của các nước ở khu vực này. Thưa quý vị, lợi ích của các cường quốc trên thế giới tại Biển Đông rất đa dạng, nhiều cấp độ, có sự khác biệt nhất định giữa họ với nhau và vì thế các chính sách của từng nước cũng khác nhau. Nhưng giữa các cường quốc vẫn có những lợi ích chung, tạo nên tiếng nói chung trong kiến tạo hòa bình ở Biển Đông. Trong đó, Trung Quốc là cường quốc duy nhất có tham vọng chiếm lãnh thổ và tạo ra các xung đột đầy kịch tính ở khu vực. Xu thế đa phương hóa, quốc tế hóa vấn đề Biển Đông là không thể đảo ngược, cho dù nội bộ khối ASEAN hàm chứa không ít bất đồng giữa các nhóm nước có lợi ích khác nhau. Và sự can thiệp đầy thâm hiểm của Trung Quốc trong năm Campuchia làm chủ tịch luân phiên của ASEAN. Quan điểm quốc tế hóa vấn đề Biển Đông đã được Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuyên bố rõ ràng sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 11 năm 2012. Các diễn biến gần đây xung quanh tranh chấp Biển Đông, quan điểm của các quốc gia trước hết là của các chiến lược gia đều cho thấy Biển Đông là nơi đang tập trung những xung đột lớn nhất, nóng bỏng nhất của thời đại và báo hiệu xu hướng xung đột chủ yếu trong tương lai của thế giới. Nơi đây, tập trung dân số và tăng trưởng kinh tế của thế giới tập trung không chỉ các mâu thuẫn lợi ích địa chính trị mà còn là xung đột về hệ giá trị, về các mô hình chính trị xã hội của các cường quốc thế giới, xung đột giữa toàn cầu hóa và khu vực hóa, giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quốc tế, giữa mở cửa và đóng cửa, giữa cân bằng và cực quyền. Vì thế, việc giải quyết các xung đột về chủ quyền và an ninh trên Biển Đông đòi hỏi nỗ lực lớn và kiên trì, chính sách kiên định và khôn ngoan của tất cả các bên. Trong đó, việc lựa chọn chiến lược và chính sách của Việt Nam trong quan hệ quốc tế cần phải kết hợp và trên hết dựa vào tăng cường nỗ lực của dân tộc là yếu tố quyết định. Tại hội nghị cấp cao lần thứ 25 vừa diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, ASEAN và Trung Quốc đã thông qua tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 20 năm tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông COC, cũng như có một số trao đổi liên quan. Đây là thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tại họp báo thường kỳ vừa qua tại Hà Nội. Tuyên bố tái khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC với việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định tại Biển Đông. Lãnh đạo các nước thuộc khối ASEAN và Trung Quốc tại hội nghị đã trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai phía. Đối với Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC, bà Hằng cho biết ASEAN và Trung Quốc hoàn thành vòng rà soát thứ nhất và đang tiến hành vòng rà soát thứ hai văn bản đàm phán đơn nhất dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Trong thực tế, tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông DOC đã có từ hơn 20 năm qua. Trong suốt những năm gần đây, Trung Quốc vẫn tiến hành bồi lấp, cải tạo bãi đá tại Trường Sa mà họ chiếm được thành những đảo nhân tạo. Trên đó, Trung Quốc đã cho xây dựng những cơ sở quân sự, đường băng, máy bay, radar. Tại hội nghị này, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết đã thúc đẩy việc sớm hoàn tất COC ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế. Ông Marcos cho rằng điều quan trọng là UNCLOS tiếp tục được duy trì trong một khuôn khổ chung trong các hoạt động đại dương và biển. Trong khi đó, phía Trung Quốc trong bản phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế khi giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Lãnh đạo Trung Quốc nói thêm rằng, trong quá trình tham vấn về COC, chúng tôi tính tới lợi ích của tất cả các bên. Chúng tôi tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS và DOC. Thưa quý vị, Biển Đông là khu vực biển quan trọng. Chứng kiến sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa một số nước lớn, nhất là Mỹ và Trung Quốc, các nước mong muốn đạt được mục tiêu của mình ở vùng biển quan trọng này, nhất là về lĩnh vực quân sự, kinh tế và kiểm chế chiến lược. Khi xem xét lợi ích địa chiến lược của Trung Quốc và hành xử của họ ở Biển Đông, cần đặt trong tổng thể chiến lược trỗi dậy hòa bình hay phát triển hòa bình của Trung Quốc, Biển Đông đang thực sự trở thành vũ đài cho sự chuyển động và tranh chấp quyền lực toàn cầu giữa các đại cường. Trong đó, hai nhân vật chủ chốt là một Trung Quốc đang lên
Một số nhà nghiên cứu đã so sánh ý nghĩa về chiến lược của Biển Đông đối với Trung Quốc không khác gì vùng biển Gandhini, bao gồm vịnh Mexico đối với Mỹ cuối thế kỷ 19. Vì rằng Mỹ chỉ có thể bằng việc khống chế toàn bộ biển Caribe thì mới thống trị được Tây Bán Cầu và chi phối trật tự quyền lực ở Đông Bán Cầu nhờ kênh đảo Panama xuyên hai đại dương. Tương tự thế, Trung Quốc nếu thống trị được Biển Đông thì mới có cơ hội trở thành bá chủ Tây Thái Bình Dương và vươn ra Ấn Độ Dương. Khi nói đến lợi ích địa chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông, người ta thấy nổi bật bốn khía cạnh đặc biệt quan trọng. Khía cạnh lãnh thổ, tài nguyên giao thông, an ninh quốc phòng, khía cạnh văn hóa, lịch sử, trên khía cạnh lãnh thổ, tài nguyên. Mục đích của Trung Quốc không có gì để nghi ngờ. Họ không những muốn chiếm tất cả các đảo, bãi đá trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà thậm chí có dạ tâm chiếm luôn cả các khu vực đặc quyền kinh tế EEZ của các nước theo công ước như luật biển quốc tế, trong khi các khu vực này cách bờ biển gần nhất của Trung Quốc, đảo Hải Nam, tới trên 1.200 cây số. Thế mà một số học giả nước ngoài, chẳng hạn như cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger, người theo chủ nghĩa hiện thực trong nền ngoại giao hiện đại và có công lớn trong thiết lập quan hệ Mỹ-Trung thập niên 1970, vẫn nhận định rằng Trung Quốc không có động cơ đế quốc bành trướng lãnh thổ. Vì bản đồ lãnh thổ Trung Quốc từ năm 2000 năm nay không thay đổi. Thực tế, cách hành xử của Trung Quốc đối với các nước láng giềng và khu vực Biển Đông từ thập niên 1970 đến nay cho người ta một ấn tượng ngược lại. Hơn nữa, các bước tiến như vũ bão trong quá trình hiện đại hóa và tham vọng siêu cường kinh tế và quân sự của Trung Quốc vượt quá trình độ công nghệ và hiệu quả sản xuất của nền kinh tế của một nước đang phát triển mới, đang ở giai đoạn đầu của hiện đại hóa, khiến cho nhu cầu cung cấp nguyên liệu trở nên bức thiết và ngày càng gia tăng, nhất là nhu cầu năng lượng dầu khí. Trong khi đó, các nghiên cứu, khảo sát và thực tiễn khai thác tài nguyên ở Biển Đông đều cho thấy tiềm năng khổng lồ của Biển Đông. Biển Đông được coi là một trong năm bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Trong phạm vi Biển Đông, các khu vực thêm lục địa có tiềm năng dầu khí cao là các bồn trũng Brunei, Sabah, Sarawak, Malay, Patani, Thái, Nam Quân Sơn, Mekong, Sông Hồng, cửa sông Châu Giang. Bên dưới vùng biển và thềm lục địa Việt Nam tồn tại nhiều bể trầm tích dầu khí, trong đó hai bể trầm tích Cửu Long và Nam Côn Sơn được đánh giá có triển vọng dầu khí lớn nhất. Điều kiện khai thác tương đối thuận lợi, tổng trữ lượng dự báo địa chất về dầu khí của toàn thềm lục địa Việt Nam đạt xấp xỉ 10 tỷ tấn dầu quy đổi, trữ lượng khai thác khoảng 2 tỷ tấn và trữ lượng dự báo của khí khoảng 1.000 tỷ mét khối. Theo đánh giá của Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dự trữ dầu được kiểm chứng ở Biển Đông là 7 tỷ thùng với khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng mỗi ngày. Ngoài ra, còn có các khu vực có tiềm năng dầu khí chưa khai thác là khu vực thềm lục địa ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và bờ biển miền Trung Việt Nam. Hơn nữa, bối cảnh quốc tế trước hết là bối cảnh địa lý và tương quan sức mạnh ở Đông Nam Á và Biển Đông quả thực đã kích thích tham vọng địa lý của siêu cường dân số này. Theo lý thuyết quan hệ quốc tế hiện đại, thì các nhân tố khách quan và chủ quan đã khiến Trung Quốc theo đuổi một thứ lợi ích quốc gia tuyệt đối bằng một sức mạnh cứng tuyệt đối. Trên khía cạnh giao thông, khi Trung Quốc trở thành cường quốc thương mại số 1 thế giới, thì cũng có nghĩa là sự ổn định và phồng vinh dịch kinh tế và xã hội của Trung Quốc sẽ tùy thuộc vào những dòng chảy thương mại đều đặn, nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa. Trước hết là nhập khẩu tài nguyên và xuất khẩu hàng hóa thành phẩm từ toàn bộ các khu vực khác nhau của thị trường thế giới. Vì thế, trong khi giao thương đường bộ của Trung Quốc với các quốc gia và châu lục khác gặp nhiều cản trở bởi địa hình và an ninh, đặc biệt là các tuyến giao thông Tây Nam, để tiếp cận Ấn Độ Dương thông qua các quốc gia Myanmar, Pakistan, Ấn Độ, thì các tuyến hàng hải quốc tế ở bờ Tây Thái Bình Dương chủ yếu thông qua Biển Đông với các địa điểm như eo biển Malacca ở Nam Biển Đông và khu vực giữa hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa theo hướng Bắc Nam nhằm kết nối Trung Quốc với thế giới là nhiệm vụ quốc tử. Hiện nay, Trung Quốc có 29 trên 39 tuyến đường hàng hải và khoảng 60% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, 70% lượng dầu mỏ nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển qua Biển Đông. Hơn nữa, với mưu đồ chốt chặn mặt tiền hướng ra Biển Đông của Việt Nam, Trung Quốc sẽ bắt các nước, trước hết là Việt Nam, lệ thuộc vào quyền điều phối của Trung Quốc, ngay cả trong trường hợp nhiều đảo ở đảo Trường Sa vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Điều đó chẳng khác gì tình trạng bi đát của lãnh thổ Palestine dưới sự chia cắt và kiểm soát của Israel ở Trung Đông. Mặt khác, việc đoạt được chủ quyền trên Biển Đông theo đường lưỡi bò cũng giúp cho Trung Quốc khống chế không phận trên Biển Đông. Theo đó, các đường bay quốc tế của các hãng hàng không trên thế giới đều phải xin phép chịu sự điều phối và nộp thuế cho Trung Quốc. Điều đó càng đặc biệt có ý nghĩa trong kỷ nguyên bùng nổ giao thông hàng không và du lịch ở Đông Á và Đông Nam Á thế kỷ 21. Cần lưu ý rằng, một khi Trung Quốc đã độc chiếm được Biển Đông, thì bất chấp việc Trung Quốc tuyên bố cam kết duy trì tự do lưu thông trên Biển Đông nhằm đạt được sự đồng thuận quốc tế đối với mục đích của họ, Trung Quốc vẫn có thể ra lệnh cấm thông thương trên vùng Biển Đông bất kỳ lúc nào, khi tình huống đòi hỏi bảo vệ lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và ngăn chặn lợi ích của các nước khác.